kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng sớm ngày hôm nay, bầu trời đầy mây và mưa nhỏ đã xảy ra ở một vài nơi, đã đem đến cho miền Bắc một ngày thứ bảy cuối tuần tương đối dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay dao động xung quanh ngưỡng 34 cho đến 36 độ và chỉ có một vài nơi là nắng nóng cục bộ trên 37 độ. Sang ngày mai và hai ngày tiếp theo, vùng thấp nóng bề mặt vẫn mở rộng chậm sang phía đông nam. Tuy nhiên thì bộ phận không khí lạnh mát phía bắc vẫn lan tỏa những sóng lạnh yếu xuống vào thời điểm rạng sáng và phần nào cản trở sự phát triển mạnh của vùng thấp nóng. Chính vì vậy mà trong 3 ngày tới, mặc dù nắng nóng sẽ quay trở lại đối với khu vực Bắc Bộ, tuy nhiên cường độ nắng nóng không quá mạnh. Nhiệt độ cao nhất vào ngày mai và ngày kia sẽ dao động xung quanh ngưỡng là 34 cho đến 37 độ và sang tới ngày mùng 3 tháng 6 thì sẽ tăng lên mức là 35 cho đến 38 độ. Nhìn chung, nắng nóng sẽ gay gắt hơn trong ngày mùng 3. Một vài nơi như là Hòa Bình hay là nội thành của thủ đô Hà Nội, nhiệt độ có thể sẽ cao trên 38 độ. Ở tầng thấp thì vào thời điểm đêm và sáng vẫn là sự chi phối của đới gió đông nam. Do vậy mà đêm và sáng sớm vẫn còn khá mát mẻ, trời có mây dông và vẫn có khả năng xảy ra mưa rào ở một số tỉnh thành như là tại khu vực Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Hòa Bình, cũng như là tại thủ đô Hà Nội và khu vực vùng núi của Thanh Hóa. Mặc dù không phải là trên diện rộng nhưng mà vùng mưa cũng sẽ khiến cho bầu không khí tại đây thêm mát mẻ hơn. Vâng, như vậy là phải đến ngày mùng 3 tháng 6 thì trời mới nắng nóng gay gắt. Còn ngày mai, ngày mùng 1 tháng 6, Tết Thiếu Nhi, tiết trời vẫn còn khá là dễ chịu. Nắng mạnh chỉ rơi vào khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều. Chính vì vậy mà các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm đưa con em mình đi chơi, tham gia các hoạt động ngoài trời như là bơi lội, thả diều để mang đến cho các em một cái Tết Thiếu Nhi thật vui tươi, bổ ích và xa hơn là để lại những kỷ niệm tuổi thơ đầy ý nghĩa với các em. Trong khi đó, tại khu vực Trung Bộ sẽ có nắng nóng gay gắt hơn do có sự ảnh hưởng của yếu tố địa hình là dãy Trường Sơn tạo hiệu ứng phơn, nên mức độ tại đây nắng nóng sẽ tăng hơn nhiều so với khu vực Bắc Bộ. Từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận khu vực Bình Định thì liên tục duy trì ngưỡng nhiệt cao từ 36 cho đến 39 độ. Số điểm nắng từ 40 độ cũng không phải là ít, tập trung nhiều tại khu vực Tây Hiếu, Tương Dương, Quỳ Hợp, Con Cuông, Hương Khê, Đông Hà, Tuyên Hóa, Nam Đông, Ba Tơ, thậm chí là có phần còn tăng thêm trong ngày mùng 3. Ngoài ra thì gió Tây Nam khô nóng cũng khiến cho khu vực Trung Bộ có độ ẩm thấp hơn, đặc biệt là vào ban trưa, độ ẩm tại đây sẽ xuống mức là 45 cho đến 55%, nguy cơ cháy rừng xảy ra là rất cao. Chính quyền và người dân cần hết sức đề phòng bởi vì chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi cũng có thể sẽ gây ra những vụ hỏa hoạn lớn rất khó có thể khống chế. Các tỉnh thành khu vực từ Phú Yên trở vào cho đến khu vực Bình Thuận cũng có nắng nóng, mặc dù nhiệt độ tại đây thì không quá cao, phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, nhưng mà do ít mưa triền miên kéo dài nhiều tháng nay, do vậy mà mức độ khô hạn hoàn toàn chưa được cải thiện và có phần gia tăng khi mà nắng nóng xảy ra. Chúng ta cần có những biện pháp tiết kiệm nguồn nước dùng cho sản xuất và sinh hoạt mỗi khi bất chợt có cơn mưa dông cục bộ xảy ra. Đối với thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong chiều tối và đêm nay, cũng như là các ngày tiếp theo, tại đây liên tục xảy ra các cơn mưa rào và dông ở diện rải rác, tập trung trong khoảng từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ chiều. Khi mà lưu thông thì chúng ta nên mang theo vật dụng che mưa. Trong cơn dông có thể sẽ kèm theo cả lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa dông ở khu vực Tây Nguyên sẽ tập trung ở lượng nhiều hơn cho các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận. Bà con lưu ý là từ chiều ngày mùng 3 thì mưa dông còn có biểu hiện tăng hơn về diện và lượng trên toàn khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Theo dự báo xa thì từ ngày mùng 4 cho đến ngày mùng 6, mưa dông tiếp tục tăng thêm ở khu vực miền Tây và cả vùng ven biển từ khu vực Bình Thuận cho đến Cà Mau. Sau nhiều ngày liên tiếp có mưa dông xảy ra vào buổi chiều tối, nhiều khả năng khu vực phía Nam sẽ cải thiện dần tình trạng khô hạn kéo dài. Vào ban ngày thì trời vẫn nắng nhiều và nhiệt độ vẫn tăng lên ngưỡng 35 độ, có nơi trên 35 độ ở khu vực Nam Bộ và từ 33 đến 35 độ đối với khu vực Tây Nguyên.
Trên biển thì trong 3 ngày sắp tới, tại khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, trời phổ biến nắng ráo, không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Còn tại khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, từ ngày mai thì khu vực này có thể sẽ hình thành những đám mây đối lưu, làm cho tầm nhìn xa giảm thấp từ 4 đến 10 km trong mưa. Tại đây có gió Nam đến Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh cấp 4. Như vậy là 3 ngày tới thì mức độ nắng nóng tại miền Bắc sẽ gia tăng dần dần, trong khi khu vực Trung Bộ tiếp tục nối dài chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Riêng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì chính thức bước vào mùa mưa với những cơn mưa dông tăng lên vào chiều tối. Bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.